Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến 400 đan sĩ dòng Biển Đức. Đức Thánh Cha mời gọi các đan sĩ dòng Biển Đức thực hành sự phân định để nhận ra những gì đến từ Thánh Linh và những gì đến từ tinh thần thế gian hoặc từ ma quỷ. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 19 tháng 4 năm 2018 dành cho 400 đan sĩ, gồm có Đức Thống Phụ Rary Poland người Mỹ, các viện phụ và viện mẫu, các đan sĩ và cộng tác viên tại đan viện và học viện Thánh Anselmo ở Roma. Sau khi nhắc đến những nét nổi bật trong linh đạo của Thánh Biển Đức và tu lực của Thánh Nhân, với quy tắc tuyệt đối không đặt điều gì trên Chúa Kitô, cũng như lòng yêu mến phụng vụ của dòng, Đức Thánh Cha nói, sở dĩ Thánh Biển Đức là một ngôi sao sáng ngời trong thời đại của Ngài đang bị khủng hoảng sâu đậm về các giá trị và các tổ chức, đó chính là vì Ngài đã biết phân định giữa điều thiết yếu và điều phụ thuộc trong đời sống thiêng liêng, đặt Chúa vững chắc ở nơi trung tâm, là con cái Thánh Nhân trong thời đại ngày nay. Anh chị em cũng hãy thực hành sự phân định để nhận ra điều gì đến từ Chúa Thánh Linh và điều gì đến từ tinh thần trần tục hoặc từ tinh thần ma quỷ. Sự phân định không những đòi phải có khả năng phán đoán tốt và lương tri, nhưng còn là một ơn cần phải cầu xin Chúa Thánh Linh ban. Nếu không có sự khôn ngoan phân định, thì chúng ta có thể dễ dàng trở thành những người múa rối, tùy theo xu hướng của thời đại. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, trong thời đại ngày nay, nhiều người quá bận rộn với công việc, nên không đủ thời giờ để lắng nghe tiếng Chúa. Các đan viện Biển Đức đang trở thành như những ốc đảo. Tại đó, con người, nam nữ, thuộc mọi lứa tuổi, gốc gác, văn hóa và tôn giáo, có thể khám phá vẻ đẹp của sự thinh lặng và tìm lại chính mình, hòa hợp với thiên nhiên để cho Chúa tái lập trật tự đúng đắn cho đời sống của họ.